Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người hôm nay em Toàn cái buổi đầu tuần thứ hai đấy, em Toàn có một em bình của Satsuma, dáng rất là độc luôn, dáng này dáng hút lộc rất là đẹp, bách hoa nhá mọi người nhá. Hàng này là hàng của Sát Triện Dấu Cộng nhá mọi người nhá. Đây em cho các bác xem cái triện luôn đã, xong lát em quay đây các bác này. Ấy phê chưa, triện Satsuma chữ dấu cộng luôn, rất là đẹp luôn. Đấy, men men dạn nhá mọi người nhá. Cốt rất là đẹp luôn. Ở cái vòng dưới này là nó có một đường vẽ vàng luôn. Vẽ vàng xung quanh luôn. Rất là đẹp. Chiều cao của chiếc này là cao 46 nhá mọi người nhá. Đây, miệng đấy mọi người. Tình trạng là lành tít nhá mọi người nhá. Đây, men dạn. Rất là đẹp luôn. Một cái dáng nó rất là độc luôn mọi người. Dáng hút lộc của cái bình này em thấy là dáng nó tương đối là ok đấy mọi người. Đây em xin phép em quay cho mọi người xem cái họa tiết xung quanh nó nhá. Toàn bộ những cái chỗ này là mọi người nhá, con này là vẽ nổi khối hết lên nhá, sờ nó gọn hết tay lên này. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng hàng VIP ấy mọi người ạ. Đây để em đo kích thước cho các bác nhá. Chiều cao là 46 nhá mọi người nhá. Chiều cao 46. Em đo vòng bụng này, cái thước kia của em nó đâu mất đây. Em đo cái này hơi khó đo. Bụng nó 74 nhá mọi người nhá. Tí này. Đấy, 74. Đây mọi người, bụng 74 nhá, vòng bụng 74. Miệng của nó, em đo miệng. Miệng nó 10 nhá mọi người nhá. Miệng 10, trên miệng cũng vẽ vàng nhá mọi người nhá. Viền miệng vẽ vàng này. Men men dạng. Đấy, đây họa tiết nó đây mọi người. Phê chưa mọi người, quá là đẹp luôn. Hàng quá chất luôn. Chiều cao 46. Đấy. Các bác nào mà ưng trước này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn. Em Toàn sẽ ship về cho các bác. Các bác nhanh chóng chốt hàng em này, em thấy em hàng này rất là VIP luôn các bác. Thôi em Toàn xin phép kết thúc video đây mọi người. Thôi, em xin chào tất cả mọi người nhá.